Minh Thiện và Ngọc Như xin kính chào bà con và các khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin được phát mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thông tin nhanh, kịp thời thị trường nông sản và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao. 365 ngày chuyển động ngày hôm nay sẽ cập nhật giá nông sản biến động sau Tết, đó là giá rau quả, thủy sản, giá gà. Mời bà con điểm qua thông tin ngày hôm nay. Thay đổi tư duy, chuyển đổi cây trồng hiệu quả ở vùng trồng cà phê. Lâm Đồng mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Lâm Đồng chủ động trong công tác thủy lợi mùa khô năm 2019. Mọi hoạt động mua bán tại các chợ ở Hậu Giang trở lại bình thường, cá đồng giả cào rất thưởng. Gà ta tăng mạnh từ mùng 3 Tết đến nay. Vị ngọt rau rừng Thất Sơn, lộc trời cho người dân kiếm tiền quanh năm. Thưa bà con và quý khán giả, vài năm trở lại đây, xu hướng của người tiêu dùng có sự thay đổi. Chính vì vậy mà các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dường như là hoạt động bán hàng xuyên suốt trong dịp Tết để phục vụ nhu cầu này. Theo ghi nhận của phóng viên chương trình, sức mua đã nhộn nhịp và hút hàng từ mùng 3 cho đến nay. Tiểu thương nào thì cũng tranh thủ bán hàng những ngày Tết để được giá cao nên một hoạt động mua bán đã trở lại bình thường. Theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Nàng Mau, huyện Diệu Thủy, giá cả các mặt hàng nông sản từ rau củ cho đến thịt cá đều tăng nhẹ từ 5 đến 10 ngàn đồng một ký. Phóng viên thông tin cụ thể sau đây. Các tiểu thương cho biết vào những ngày này, nhu cầu sử dụng rau cải tươi sống cho người dân tăng gần gấp đôi so với trước Tết. Thế nhưng giá cả vẫn ổn định ở mức 30.000 đồng một ký. Riêng các loại bắp cải, củ cà rốt, đậu bắp tăng nhẹ từ 4 cho đến 5.000 đồng một ký. Đặc biệt là các loại cá đồng do đang hút khách nên giá tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký lên mức 140.000 đồng một ký. Sức mua của người dân tăng cao là do không còn tâm lý mua đồ tươi sống dự trữ như trước đây mà chỉ mua ăn hàng ngày để thực phẩm tươi ngon. Ngoài ra, đối với mặt hàng thịt heo, theo các tiểu thương thì sức mua tăng mạnh nhất chỉ trong buổi sáng, nhiều sạp không còn thịt để bán. Theo quan niệm của người dân miền Tây, sau khi đã rước ông bà về ăn Tết ngày 30 tháng Chạp, đến ngày mùng 3 Tết thì làm mâm cơm để mà tiễn ông bà. Trong mâm lễ thiêng liêng ấy thì không thể thiếu con gà trống luộc. Phong tục này thì chúng ta đều biết, cho nên là ngày mùng 3 Tết hàng năm thì gà trống được nhiều người tìm mua, nhất là gà trống ta, loại thả dường. Và do nhu cầu tăng cao nên gà trống giá tăng đến rất là cao nhưng mà vẫn là hút hàng. Từ mùng 3 cho đến nay thì giá gà ta ở miền Tây vẫn giữ mức khá là tốt. Theo ghi nhận tại các chợ, người dân đi chợ mùng 3 rất đông. Nắm bắt được nhu cầu nên tiểu thương chuẩn bị gà đủ số lượng đáp ứng cho khách hàng. Đặc biệt gà thái dương đắt hàng, giá dao động từ 140 đến 150 ngàn đồng một ký, tăng 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Còn gà thái dương mà ăn thức ăn công nghiệp thì rẻ hơn 30 đến 40 ngàn đồng một ký. Để cạnh tranh với tiểu thương, một số hộ dân mang gà nuôi thả dương bán giá mềm hơn khoảng 20 ngàn đồng một ký, nên là dịp để người nuôi kiếm lời. Miệt Cà Mau, Bạc Liêu thì nông dân vui từ trước Tết tới giờ vì giá cá kèo tăng cao ở mức từ 75.000 đến 80.000 đồng một ký bán vào những ngày cận Tết. Với giá này thì 1 hecta thu lợi trên 500 triệu đồng. Đây là mức lời cao nhất từ trước đến nay cho người nuôi cá kèo tại hai địa phương trên. Nhu cầu Tết tăng cao và đây cũng là loại cá làm được nhiều món ngày Tết cho nên là rất là hút hàng. Theo các thương lái thì giá này cao hơn năm ngoái là 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký. Bạc Liêu hiện có khoảng 400 hecta nuôi cá kèo, tập trung nhiều ở các huyện Đông Hải, Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu và thị xã Gia Rai. Cá kèo sống ở nước lợ là nguyên liệu để làm các món như là kho mắm, nấu canh chua, làm lẩu cá. Đặc biệt khô cá kèo là món ăn được nhiều người ưa thích vào dịp Tết vì có vị ngọt, bùi, có mùi thơm, dễ vận chuyển và không thể làm giả được. Trời dùng biển mặn Bạc Liêu, Cà Mau để đến với vùng bảy núi An Giang. Người dân ở vùng núi này kiếm sống với nghề hái rau rừng quan dại. Hương vị ngọt ngào thanh khiết của rau rừng thiên nhiên đã làm say lòng nhiều lữ khách khi đến với vùng bảy núi để du xuân hay là để dưới bà. Một phần đó vì hương vị lạ, một phần là rau rừng quan dại như vậy thì không có sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nên lữ khách không ngần ngại mua về để mà thưởng thức. Không hiểu vì sao mà khi nghe đến đồ rừng, rau rừng hay là trái cây thì tôi có cảm giác cái vị rất là lạ. Mặc dù là cũng chưa từng nếm thử hết từng món. Vậy thì nói đến rau rừng ở bảy núi thì có bao nhiêu loại và giá cả như thế nào? Mời bà con nào có sở thích với rau rừng hãy tìm hiểu cùng với chúng tôi ạ. Mùa mưa, với những tán rừng bạt ngàn ở bảy núi, loài thực vật núi phát triển xanh tốt. Đặc biệt, ở núi Cấm, cao trên 716m thuộc huyện Tịnh Biên. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ nên rau núi sinh trưởng quanh năm. Mỗi ngày, người dân đi hái cả chục loại rau như ngành ngạnh, chồi mồi, bằng lăng, bứa, cơm nguội.
lá lốt, đinh lăng núi, kim thất để bán. Nhu cầu ăn rau núi của khách hành hương ngày càng nhiều. Muốn mua được loại rau này, các chủ quán bánh xèo phải điện thoại đặt trước để người dân hái mới đủ bán. Bên cạnh những loại rau nghe lạ tai trên thì còn có các loại rau như cải trời, càng cua, đọt chảo rất dễ tìm. Loại thực vật này thường mọc ở những nơi có mạch nước ngầm ẩm ướt. Một người dân nói thu hoạch từ 40 đến 50 kg rau rừng các loại một ngày, bán với giá 20.000 đồng một ký, kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng. Tết hái nhiều hơn thu tiền triệu. Thời điểm mọc và phát triển của từng loại rau thì người dân địa phương thì mới rành. Theo người dân thì rau rừng mọc quanh năm nhưng mà từ tháng 6 cho đến tháng 9 âm lịch nhiều nhất bởi vì vào mùa mưa. Và nếu năm nào khí hậu thuận lợi thì rau rừng phát triển cho tới Tết Nguyên Đán. Nhờ rau rừng vô tận mà đông đảo người dân có chuyện làm ăn quanh năm. Sơn Chân là từ để chỉ những người dân mưu sinh bằng nghề gắn liền với núi rừng. Người dân ở vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng cũng sống trên những triền đồi Tây Nguyên. Nhưng mà bà con không đi rừng mà tập trung sản xuất nông nghiệp dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng. Di Linh là huyện có tổng dân số trên 160.000 người, trong đó thì có trên 30% thuộc các dân tộc bản địa Chu Ru, Cờ Ho cùng nhau sinh sống. Cho đồng bào dân tộc nơi đây sản xuất lúa khá tốt. Để đảm bảo an ninh lương thực, giúp cư dân người dân tộc thiểu số không còn đói giáp hạt, Di Linh đã hết sức coi trọng việc giúp nông dân tăng năng suất cây lúa nước. Hiện nay có 6.000 hecta chủ yếu là bắp, lúa nước, được dùng giống mới, kỹ thuật canh tác hiện đại cho năng suất cao. Nếu năm 2008 năng suất lúa ở Di Linh chỉ đạt 1 tấn 2 một hecta một vụ, thì năm 2018 năng suất lúa dùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt 5 tấn một hecta một vụ. Để sản xuất hiệu quả thì nước tưới rất quan trọng, cần được đảm bảo. Công tác thủy lợi mùa khô năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng đã được tính đến. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 430 công trình thủy lợi, bao gồm 220 hồ chứa và liên hồ, 87 đập dân, 92 đập tạm, 19 trạm bơm tưới, 12 kênh tiêu, chân chân. Thông qua những công trình thủy lợi nói trên và nguồn nước từ các khe suối, tổng diện tích các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tưới đạt 157.000 hectare, chiếm 62% diện tích gieo trồng cần tưới. Hiện nay, diện tích tưới tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 28.000 hectare. Hiện đã bước vào mùa khô, ngành nông nghiệp đã tăng cường các giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có, đồng thời phân bổ kinh phí xây dựng mới một số công trình thủy lợi tại các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân, phấn đấu tăng diện tích gieo trồng được tưới trong năm 2019 đạt 63,5%. Đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng quy mô sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong các năm tới. Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên tổng diện tích sản xuất là gần 1.700 hecta, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng tăng cao. Điều này cho thấy là sự quyết tâm và quyết liệt đi theo con đường nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh như thế nào. Năm 2018, với các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, thu hút đầu tư và đẩy mạnh liên kết, nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng không chỉ mở rộng quy mô diện tích mà còn nâng cao giá trị thu nhập, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa trong năm mới 2019. Đến hết năm 2018, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Lâm Đồng đạt gần 54.480 ha, bằng 19,5% tổng diện tích canh tác. So với năm 2015, quy mô diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tăng gần 26,5% sau 3 năm. Trong đó, chiếm tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao nhất là diện tích rau và qua trên dưới 95% trong tổng diện tích sản xuất rau qua hiện đang canh tác. Tương tự, đối với cây chè và cây dược liệu chiếm gần 50%, còn lại cây ăn quả, cây lúa chiếm tỷ lệ diện tích lần lượt 18,5% và 5,8%. Tất cả 12 huyện thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đã được quy hoạch đầu tư 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích 3.900 ha. Đến nay, làng hoa Thái Phiên và làng hoa Vạn Thành Đà Lạt đã được công nhận vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao. Và có 8 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên tổng diện tích 385 ha hoa và rau. Bên cạnh đó có 77 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư hơn 266 triệu đô la Mỹ. Định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng đủ tiêu chí công nhận 10 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây rau, hoa và cây ăn trái. Để thay đổi tư duy của nông dân thì trước hết do chính người nông dân thấy được cái lợi và tin tưởng vào những gì mình sắp thay đổi là thành công thì mới có thể tạo sự đột phá. Anh có đồng ý với tôi về quan điểm này không anh Minh Thiện? Tôi thì hoàn toàn đồng ý với chị Ngọc Như. Ví dụ như là tôi cũng vậy, nếu mà chị Ngọc Như ép buộc tôi làm điều gì đó thì tôi không đồng ý trừ khi là nó có lợi cho mình.
Dân, đó là lý do tôi muốn chia sẻ thông tin ngày hôm nay, đó là nông dân ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà đã có được niềm tin để mà bước vào thử sức với các mô hình nông nghiệp hiện đại làm giàu, thay vì chỉ khư khư ôm lấy vườn cà phê già cỗi kém năng suất. Thực tế chứng minh cho điều này trong phóng sự ngay sau đây. Bà Phan Thị Minh ở thôn 1 xã Đạ Đờn là một trong những nông hộ đầu tiên ở nơi đây mạnh dạn chuyển đổi hơn 2 sào cà phê sang làm nhà kính để trồng hoa đồng tiền. Hơn một năm nay, diện tích hoa đồng tiền này đã mang về khoản thu hàng tháng khá ổn định. Nếu so với cà phê, thì một sào hoa đồng tiền có thể bằng 1 hecta cà phê. Bởi sau khi trừ hết chi phí, mỗi sào hoa có thể cho thu lãi 15 triệu đồng một tháng. Thì trước là cô là trồng cà phê, bây giờ cô vẫn trồng cà phê, nhưng mà cà phê nó thu nhập là nói chung là nó thấp. Nên là cô đi tìm hiểu thì thấy cái hoa này nói chung là nó làm đầu tư nó hơi cao một chút, nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó tốt á. Cho nên là cô mới vừa làm cà phê nhưng mà cô lại làm thêm cái hoa này để tăng thêm thu nhập cho gia đình á. Trồng hoa đồng tiền tại Đạ Đờn Lâm Hà cho màu hoa tươi và đẹp mắt. Tuy nhiên vốn đầu tư ban đầu khá cao. Ở khu vườn này, bà Minh hoàn toàn chủ động nước tưới, phân bón bằng hệ thống nhỏ giọt và cây giống cũng được mua ở nơi uy tín, chất lượng, ổn định mới hạn chế được nấm bệnh. Còn đây là vườn hoa cúc của anh Trần Văn Phương ở thôn Đàm Bao, xã Đạ Đờn. Với diện tích 1,2 sào, anh luân phiên trồng hoa cúc với các loại cà chua, dưa leo. Theo anh Phương, một người có thể chăm sóc tốt cho hơn một sào hoa như thế này. Hoa cúc sau 3 tháng chăm sóc tốt sẽ cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Chỉ là dùng đất mới nên hoa cúc ở đây ít bị nhiễm nấm bệnh hơn so với dùng trồng hoa Đà Lạt. Cái này so với làm cà phê thì thu nhập nó sẽ ổn định hơn và công việc nó không nặng nhọc như cà phê. Nhưng mà nó sẽ phải bắt buộc mất thời gian nhiều hơn là làm cà phê. Ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, hiện một số bà con cũng đang mạnh dạn thử sức với những mô hình kinh tế mới và đã từng bước cho thu nhập khả quan hơn cây cà phê rất nhiều. Đối với Đại Đờn là một xã thuộc khu vực loại 1, khu vực 2 và trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 38%. Về việc chuyển đổi từ các loại cây kém năng suất cao, năng suất chuyển sang các loại cây, các mô hình có giá trị kinh tế cao. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện xây dựng nghị quyết của Đảng bộ nào nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi sẽ phấn đấu chuyển đổi một số cái diện tích các loại cây kém chất lượng sang cái loại cây các mô hình có giá trị cao, đó là rau hoa công nghệ cao và đặc biệt nó là các mô hình hộ gia đình. Hy vọng những đổi mới về tư duy canh tác cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con nông dân ở Đạ Đờn nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ tìm được những hướng phát triển kinh tế phù hợp, nâng cao giá trị cuộc sống. Xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà vốn là vùng chuyên canh cây cà phê. Hầu như bà con nông dân trước giờ chỉ gắn bó với cây cà phê chứ không canh tác các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, địa phương này cũng đang dần khuyến khích các mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao như là trồng rau, trồng hoa để thay thế dần những diện tích cà phê già cỗi năng suất kém. Và sự chuyển đổi hiệu quả này sẽ tiếp thêm động lực cho nông dân thử làm nông nghiệp công nghệ cao. Xin chúc cho bà con nông dân và quý khán giả sản xuất thắng lợi. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.